Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 7 giờ tối của ngày 16 tháng 9 năm 2021. Và tôi xin chia sẻ với các bác một cái câu hỏi trực diện của rất nhiều người. Đó là ai đứng sau drama Bảo Hằng? Đây chỉ là một nghi vấn thôi, không phải là một cái gì đó xác thực cả. Đó là câu chuyện truyền miệng, nhưng mà nó cũng nhắc tôi lại một cái thời kỳ mà phải nói rằng là rất là đau đớn với những người làm truyền thông. Khi họ làm truyền thông là sản phẩm nhưng họ bất chấp, thì tôi cũng xin phép với các bác đưa ra một số cái gọi rằng là nghi vấn của mình về cái việc này. Chúng ta khi nhìn vào drama Bảo Hằng thì có mấy cái lý do như sau. Thứ nhất ấy, là theo những nguồn tin không chính thức thì nằm mơ thôi. Tôi cũng nằm mơ thấy rằng là chị CEO Phương Hằng thì đã có một cái giấy chứng nhận, gọi rằng là giấy chứng nhận về cái này. Cách đây đã hơn 2 tháng rồi. Và rõ ràng đây là một kịch bản được lên kế hoạch rất bài bản chứ không phải đơn giản. Và nhà báo Hàn Ni cũng đã nhìn ra cái điều đó. Nhưng mà trong cái bài post của nhà báo Hàn Ni thì nhà báo đã chỉ ra mấy cái mà cộng đồng cũng đang ngó xung quanh như thế nào. Thực ra trong cái buổi live stream hôm trước, ngay cái buổi sau hôm đó, thì tôi cũng đã chia sẻ với các bác đôi điều về việc này rồi. Tuy nhiên có thể nhiều bác chưa biết, thì hôm nay tôi làm một video để mà chia sẻ lại các bác lại, để thấy rằng là chúng ta nhìn cái sự kiện như thế nào. Đầu tiên ấy, chúng ta vào nhà báo Hàn Ni, để chúng ta vào trang fanpage của nhà báo Hàn Ni để chúng ta xem nhé. Đây là trang fanpage của nhà báo Hàn Ni, hiện nay là có hơn 150.000 người theo dõi. Thì trong cái bài vào ngày 14 tháng 9, tức là cách đây 2 ngày, thì nhà báo Hàn Ni đã nói thế này: ai là người dàn dựng drama Bảo Hằng? Đó, ai là người dàn dựng drama Bảo Hằng? Và các bác có thể để ý ở trong chỗ này, cái đoạn ngay đầu tiên và cái đoạn như thế này: điều mình quan tâm không phải là bà hát hay là vụ dàn dựng drama này, và nó rất giống các vụ gọi rằng là vụ nước tương có chất gây ung thư rồi nước mắm, để giết một ngành hàng nhằm độc quyền nước mắm công nghiệp của một ông hoàng truyền thông bẩn. Các bác để nhớ cái keyword như thế này: ông hoàng truyền thông bẩn. Khi mà nhà báo đã nói cái điều này thì trong đầu tôi đã nhận ra rồi. Đó, ở Việt Nam mình ấy, đặc biệt là các bác biết tôi là một trong những CMO, đã làm CMO nghĩa là chức vụ cao nhất trong lĩnh vực marketing và truyền thông, thì có nghĩa rằng là tôi không thể không biết những người này là ai, bởi vì trong nghề mà không dễ dàng. Và đặc biệt càng khẳng định hơn ấy, khi mà ở đoạn cuối này các bác có thể nhìn thấy, theo dõi drama này các doanh nghiệp nhận diện và gọi cho mình kể tên chị A anh S. Vậy thì cái chị A anh S này là một trong những keyword số 2 để chúng ta có thể là liên tưởng được. Nếu các bác nhớ lại thì năm 2016 thì có một cái sự kiện nó gọi rằng là vô tiền khoáng hậu. Và nếu như không có những nhà báo chân chính, những người Facebooker lên tiếng ở đợt đó, thì một ngành hàng đã bị giết chết. Đây là một sự kiện rất đáng buồn. Đợt đó tôi cũng đã có nhiều cái bài viết trên các diễn đàn để thấy rằng là chúng ta làm ăn, nhưng làm ăn nó phải chính trực, làm ăn nó phải chính nghĩa. Truyền thông cũng vậy, truyền thông nó phải bài bản, nhưng truyền thông vô đạo đức là một loại truyền thông cực kỳ vớ vẩn để mà làm. Đó, tôi chỉ lấy ví dụ cái vụ nước mắm nước tương đợt đó chẳng hạn á. Đây là một kiểu lập lờ đánh lận con đen, và truyền thông mà chúng ta gọi rằng là truyền thông đánh vào nỗi sợ. Người Việt của chúng ta ấy, có một cái đó rằng là rất sợ, rất sợ. Và cái gì đã sợ thì họ sẽ không bao giờ họ dùng. Và khi đã dùng truyền thông đánh vào nỗi sợ thì báo cáo với các bác rằng là rất rất hiệu quả luôn. Chi phí cực thấp nhưng hiệu quả cực cao. Nhưng đánh thế nào để cho nó bài bản đó. Và nhiều khi nhiều cơ quan nhà nước, các viện nghiên cứu còn bị lợi dụng về cái việc này. Nhân đây thì các nhà nghiên cứu hay rằng là các cơ quan nhà nước phải thật sự cẩn trọng trong cái việc này. Truyền thông ăn theo hay truyền thông vào đánh vào nỗi sợ là hai cái mà rất dễ dàng mà cơ quan nhà nước bị lợi dụng. Ví dụ chúng ta thấy vừa rồi là một loạt tên thuốc được ăn theo cái COVID-19 để mà thấy rằng là cũng là một vừa đánh vào nỗi sợ
nhưng cũng vừa là ăn theo cái dịch vừa rồi để mà trục lợi, thì các bác thấy rằng vô cùng bẩn. Tôi nói thật, vô cùng bẩn tính. Đấy là một. Cái thứ hai nữa rằng là đánh vào nỗi sợ, là nỗi sợ bị ung thư này, chất cái ung thư này, rồi rất nọ kia này. Cho nên là truyền thông phải thật sự cẩn trọng khi mà nói về những cái điều này. Nhưng vào năm 2016 thì các bác chỉ cần lên mạng và các bác search một cái, các bác lên mạng, các bác search một cái như thế này. Mạng nhà tôi là rất là chậm luôn. Đó. Đây. Các bác có thể search một cái dòng mà nó rất là đơn giản như thế này. Đó chính là nước tương, nước mắm. Nước mắm chứa thạch tín thì các bác có thể nhận ra được rất nhiều. Nào là nước mắm chứa thạch tín, họ quá nhẫn tâm. Nước mắm chứa thạch tín vượt ngưỡng và trách nhiệm của truyền thông như thế nào. Và nước mắm thạch tín là những vấn đề quanh những con số. Thạch tín thì có nhiều loại chứ không phải là có thạch tín. Chúng ta xưa nay ấy, khi nhắc tới cái từ gọi là từ thạch tín thì chúng ta sẽ thấy rằng là thạch tín ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là nó như thế nào nhỉ? Nó là cái từ giống như ăn vào là chết. Thế cho nên ai cũng sợ. Và người ta bảo rằng là trong nước mắm truyền thống, nước mắm truyền thống làm từ cá cơm, cá gớt các loại thì nó có chứa thạch tín. Chính vì thế đó là đánh vào nỗi sợ. Và người ta sẽ rời bỏ cái nước mắm truyền thống. Và cùng lúc đó một công ty khác chìa ra một cái giải pháp, chìa ra một cái giải pháp rằng là nước mắm của chúng tôi không có thạch tín. Và thấy rằng người dân và mọi người bị dẫn dắt để đi mua cái nước mắm đó. Và cái nước mắm đó, nước mắm gần như là hóa chất công nghiệp đó. Xét về mặt có lợi có hại thì cần phải nghiên cứu chán. Nhưng mà nôm na để bán được hàng thì họ làm những kiểu như vậy. Thì các bác có thể thấy rằng là đó là một cái sự rất bất nhẫn khi mà sống dựa theo những cái mà như. Đấy là cái điều mà tôi chia sẻ với các bác. Vậy thì đạo diễn của cái vụ này là ai? Thì xin báo với các bác rằng là vụ đó, và người ta chỉ ra rằng là công ty Ogilvy. Thì các bác chỉ cần search một cái từ này thôi để các bác thấy rằng là chỉ cần một cái từ này. Đây, tôi sẽ chia sẻ với các bác. Tôi sẽ chia sẻ với các bác. Các bác chỉ cần là ví dụ gõ Nguyễn Thanh Sơn, Ogilvy, là các bác sẽ thấy được cái chân dung của Nguyễn Thanh Sơn. Và chúng bác chỉ cần ví dụ như là đó. Các bác có thể thấy điều này. Đó. Công ty Ogilvy của doanh nhân Nguyễn Thanh Sơn, một người chuyên tư vấn truyền thông. Công ty Ogilvy nhé. Công ty Ogilvy của ông Nguyễn Thanh Sơn. Công ty Ogilvy của ông Nguyễn Thanh Sơn là một công ty tài trợ cho một cái công ty khác để mà nghiên cứu về cái nước mắm này, và từ đó ra được một cái bản báo cáo, và bản báo cáo đó rằng là nước mắm có chứa thạch tín gây chấn động dư luận. Các bác thấy hay không? Và các bác thấy rằng là cũng vô tình thôi, cũng vô tình thì ông Nguyễn Thanh Sơn này lại rằng là tên đầu là S. Đó, tên đầu là S. Và các bác có thể thấy rằng là ở đây chị A, và các bác có thể thấy rằng là ở đây chúng ta có cái nó gọi rằng là chị A anh S. Chị A anh S. Đó. Một cái điều trùng hợp nữa là khi các bác chỉ cần lên mạng, các bác search thêm một cái điều này nữa thôi này. Lên mạng các bác search một cái điều này nữa. Đó chính là
Thì các bác có thể thấy câu chuyện rằng là cuộc sống của diễn viên Hồng Ánh ở tuổi 43 đó rất nhiều. Và đứng cạnh diễn viên Hồng Ánh thì là ai? Thì các bác có thể nhìn qua được. Đó, có thể nhìn qua được điều này. Đó, nôm na như vậy thôi. Các bác có thể rằng là suy luận một cái điều gì đó, một cái vấn đề gì đó, một góc độ gì đó. Nhưng mà kịch bản thì thường thường trong cuộc đời của mỗi đạo diễn hay là một người nào đó thì hiếm khi người ta làm được vài một cái bộ phim hay. Mà thường thường mỗi đạo diễn á, thì người ta sẽ có một cái chất riêng của họ. Và nhà báo Hà Ni cũng đã nhìn ra được cái rằng là một cái kịch bản rất tương ứng ở đó. Đó. Vậy thì mục đích thật sự đằng sau của việc này là gì? Với công ty nước mắm kia thì mục đích của họ thuê hay là gì đó để mà làm việc này, để mà bán được hàng. Vậy thì với mục đích của drama lần này thì thật sự nó là cái điều gì? Đó. Trong giới bọn tôi thì nói dâm gian cái điều này cũng lâu rồi. Đó. Rất cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Phần còn lại để cho các bác và mọi người cùng suy nghĩ. Chúc các bác và mọi người một buổi chiều tốt lành.